tiếng hú của quân cảnh này mà mỗi lần các chú nào mà dù về thăm vợ thăm con nghe xong là sợ lắm phải không ạ? Và tiếp theo sau là trường bộ binh Thủ Đức, Infantry Academy of Thủ Đức. Và tiếp theo sau là đoàn hậu vệ của khóa 5 sĩ quan Thủ Đức. Và đến đây là xe hoa của Trung tâm Giải phẫu Thẩm mỹ Lamson Aesthetic Medical Group. Đây là chiếc xe hoa đầu tiên của ông bà bác sĩ Kim Lai. Kế đến là các cô y tá Medical Assistant làm việc cho Trung tâm Giải phẫu Thẩm mỹ Lamson, chuyên làm đẹp cho phái nữ và phái nam. Đây là trung tâm giải phẫu uy tín trong cộng đồng của chúng ta, có mặt trên 12 năm nay do bác sĩ Kim Lai điều hành và đảm trách. Năm nào, trung tâm thẩm mỹ của bác sĩ Kim Lai cũng đều support và tham dự diễn hành rất là nhiệt tình. Dạ vâng, và theo sau chiếc xe của bác sĩ Kim Lai, Đỗ Tô Khoa nhìn cứ như là các cô hoa hậu từ Hawaii tới vậy đó. Cô nào cũng rạng rỡ trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, các cô nurse ở đây nhìn rất là đẹp. Và đến từ trung tâm thẩm mỹ Lamson. À, chúng ta đang thấy là phu nhân đang lì xì Lamson. Dạ vâng. Và chúc mừng năm mới đến các cô y tá, các medical assistant đang làm việc ở trung tâm giải phẫu thẩm mỹ Lamson. Chắc em phải ghi danh làm việc ở đây quá chị ấy, xin làm việc ở trung tâm thẩm mỹ Lamson quá. Như bác sĩ Lai Kim này xuất xứ ở Hawaii, sao có vẻ thích Hawaii ghê nhỉ? Dạ vâng, dạ. Yeah. Beautiful. Màu sắc rất là rực rỡ phải không ạ? Dạ vâng. Rồi, bây giờ chúng ta lại chào đón phái đoàn kế tiếp. Và đoàn diễn hành kế tiếp, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Việt Nam Reform Party được thành lập từ năm 1982. Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Việt Tân, là một tổ chức đấu tranh với chủ trương khai dụng sức mạnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam, áp dụng phương thức đấu tranh bất bạo động để giải thể chế độ độc tài cộng sản, tạo điều kiện cho công cuộc canh tân đất nước. Năm nay chủ đề xe hoa Đảng Việt Tân hướng về thảm họa Formosa đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường và chủ quyền Việt Nam. Từ ngàn năm qua, người dân Việt Nam đã sống an lành, ấm no với tôm cá, với biển quê hương. Ngày nay, Cộng sản Việt Nam và Formosa đã giết chết biển, nguồn sống người dân đã khô cạn. Vì môi trường miền Trung và vì tương lai của đồng bào quốc nội, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ trách nhiệm và cùng đấu tranh đòi Formosa rút khỏi Việt Nam, đòi hỏi Cộng sản Việt Nam và Formosa trả lại biển sạch cho người dân. No more Formosa. Tiếp đến là đoàn diễn hành xe hoa của Tổng hội Phát triển Võ thuật Thế giới. Tổng hội Phát triển Võ thuật Thế giới là một tổ chức bất vụ lợi được thành lập từ năm 1993, quy tụ trên 30 môn phái toàn thế giới, trụ sở chính ở tại Orange County, California. Mục đích là để phối hợp cùng với các môn phái võ đường hầu đào tạo những lớp trẻ về đức, trí, thể, giúp cho các em sau này trở thành những công dân hữu ích cho xã hội. Và thưa quý vị, tiếp theo sau,
đó là Võ Đường Sa Long Cương, Tiên Long Võ Đạo Bình Định, được thành lập trên 30 năm tại Orange County, California, do võ sư trưởng môn Song Yến Phi, cao đồ của cố sư trưởng Trương Thanh Đăng, sáng tổ hệ phái Sa Long Cương tại Việt Nam từ năm 1964. Ba mục đích của Võ Đường Sa Long Cương, Tiên Long Võ Đạo Bình Định là truyền bá tinh thần võ đạo Việt Nam dựa trên triết lý nhân bản, bình thân, định tâm, nghiên cứu và phát triển những tuyệt kỹ võ thuật cổ truyền Việt Nam, võ trận Tây Sơn Bình Định. Và thứ ba, bảo tồn văn hóa dân tộc, lấy nhân, lễ, nghĩa, trí, tính làm phương châm cho mọi hành động. Rất là dễ thương, tại vì đoàn lân này toàn là các em bé không à, phải không ạ? Đây là gọi là đoàn lân măng mọc, thưa chị Thủy Trinh. Đoàn lân sẽ trình diễn trước khán đài và các chú lân nho nhỏ bé bé rất dễ thương. Và chuẩn bị một em bé bắn pháo bông ra hiệu cho đoàn lân. Đây là đoàn lân của Võ Đường Sa Long Cương. Đoàn lân này hứ nghe nhỏ quá chị Thủy Trinh ơi, chắc là sáng nay chưa ăn sáng. Mấy em còn bé mà. À, lân này lân bé phải cần được uống sữa Thủy Trinh. Nói chứ mấy em nhảy cũng rất là sung đó nha. Yeah, cảm ơn đoàn lân. Đoàn lân thanh thiếu niên của Võ Đường Sa Long Cương. Và thưa quý vị, sau đây là Võ Đường Việt Nam Taekwondo Center, là một trong những thành viên thuộc Tổng hội Phát triển Võ thuật Thế giới. Võ Đường đã hiện diện trên 20 năm tại quận Nam do võ sư Trương Văn Hai và bác sĩ Kiều Quang Trần thành lập. Võ Đường đã đào tạo hàng trăm võ sinh đai đen, gặt hái được rất nhiều thành tích ở trong các cuộc thi đấu tại địa phương, toàn quốc và ngay cả các trận tranh tài quốc tế. Khỏe mạnh và tự tin, trường luôn nhấn mạnh trong việc chăm sóc cho các võ sinh, cố gắng phát triển đồng đều cả ba phương diện, đó là trí, đức, dục. Tưởng cũng nên có đôi lời nhắc đến cố võ sư Trương Văn Hai, đã từng đoạt giải vô địch Taekwondo toàn quốc 2 năm liên tiếp, năm 1966 và năm 1967. Ngoài ra, ông cũng là toán trưởng cận vệ của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Và hiện diện trong hàng đầu, ngoài bác sĩ Kiều Quang Trẫn, giám đốc Võ Đường, còn có sự hiện diện của các võ sinh của đẳng cấp cao như ca sĩ Hương Thơ, ca sĩ Thanh Thảo, bác sĩ Quách Nhất Trí, bác sĩ Nguyễn Hùng, bác sĩ Quân Nguyễn, võ sư Philip Phước Nguyễn, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Chi và cô Hạnh Nguyễn. Và các em hãy cùng đồng loạt perform ngay trước sân khấu khán đài để chúng ta không chậm thời gian. Let's do it all together. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yay! Good job! Thank you. Thưa quý vị,
tiếp nối đi đồng hành của Tổng hội Phát triển Võ thuật Thế giới, chúng tôi ngày hôm nay thấy có Võ đường Thiếu Lâm Việt Nam.